hoặc là liên tục nhiều lần, cái dài trên 4 tuần ha. Rồi mỗi lần tái phát như vậy thì bệnh nhân có số cao khớp, cổ và chân phôi. Thật sự có hại sao? Rất nhanh thôi ha, để về nghe. Ủa, để về đi chơi có 5 giờ rồi. Các bạn sớm. Nào, lúc mà những cái trường hợp mà viêm amidan mạng như vậy thì các bạn sẽ thấy cái chuỗi trước của nó hơi đã đỏ, rồi đè ra nó sẽ bị chảy ra ha. Dạ không, về nhà. Nói nhầm rồi. Rồi, amidan quá phát. Nãy giờ mình nhắc nhiều lắm, amidan quá phát. Vậy thì khi nào gọi là quá phát? Thì bây giờ biểu hiện của nó là gì? Tắc đường thận trên và ảnh hưởng tới sọ mặt. Nãy giờ mình đã nghe rồi đúng không? Rồi, nãy giờ thì nói hết trơn rồi. Đây. Đó, bình thường mấy bạn là như vậy đúng không? Bắt đầu nó còi ra ngoài. Ra là cái hốc, cái khoảng còn lại ở giữa hai amidan. Ví dụ như ở đây độ 4 là nó chỉ còn cách 25% thôi. Ở đây nó còn từ 25-50%, đó là độ 3. 50-75% là độ 2. Còn nếu mà trong trường hợp còi ra một phần trên 75% như vậy thì lúc đó nó thành dễ ha, quá dễ luôn. Thế thì những cái biểu hiện của viêm amidan quá phát á, ví dụ như những cái biểu hiện như là bệnh nhân ngủ ngáy hay bệnh nhân nuốt vướng cái gì đó thì nó sẽ ra vào cái tính nhân ba ha. Nhớ cái này là em khám thì mà không phải đang viêm nha, đang viêm cấp ha, đang viêm cấp thì được đó khám ha, dễ ha. Đây là cái chỉ định cắt amidan. Nhớ nha, nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân bị viêm amidan mà tái phát trong một năm mà là 7 lần hoặc là 2 năm liên tiếp mà mỗi năm như vậy là 5 lần hoặc 3 năm liên tiếp mỗi năm như vậy là 3 lần, hiểu không? Thế thì bây giờ hả, người ta tới mình đột xuất ngay đợt đó thì sao? Thì mình phải, hoặc là mình hồi cứu những lần trước mình khám như vậy là bạn đi khám và có đúng không, có phải là một cái lần như vậy là viêm amidan biểu hiện bằng cách nào đó là hả, khi này là bệnh nhân phải có những cái tình trạng sốt trên 38 độ, ở đây 38.3 độ ha, có hạch cổ và có mũ ở trên đó và có thể là người ta thử dương tính, test dương tính với lại người ta bắt lại của cái giống em cái gà bàn ha, chưa biết để tài đúng không? Còn ngoài ra đó thì có thể chỉ định được đặt ra một cái trường hợp mà tức là bé này đã bị nhiễm kháng sinh hoặc là nó dùng nhiều loại kháng sinh rồi mà nó không dung hòa, hoặc là nó có thể có sốt quanh năm luôn và trên đó nó luôn có những cái vết loét ở trên đó ha, rồi nó hạch cổ nữa. Ngoài ra có thể có một cái tình trạng đó là tiền căn đã từng bị áp xe qua amidan. Rồi còn đây là cái khi mà bệnh nhân mà có những cái biểu hiện mà viêm amidan quá phát mà nó có gây ra rối loạn giấc ngủ thì đây các bạn sẽ thấy ha, cái chuyện mà rối loạn giấc ngủ thì thường là có nhiều nguyên nhân, người ta đi rất là nhỏ và hả, khi mà amidan quá phát như vậy thì nó góp phần vào cái chuyện mà gây rối loạn giấc ngủ của bé. Béo phì thì cũng rất là quan trọng đúng không? Thành ra polysomnography thì tiêu chuẩn vàng nhưng mà nó không cần thiết. Chị ghi rất là rõ để khi ở đây nè, chị đưa lên để cho mấy em coi. Và khi mà mấy em cắt để điều trị cho những cái bệnh nhân mà amidan quá phát này và nó gây ra rối loạn giấc ngủ đó, thì cái triệu chứng nó sẽ phải chịu đựng 60-70%. Tuy nhiên là trên những bệnh nhân béo phì chỉ có 10-25% nó phải chịu thôi ha, cái tình trạng rối loạn giấc ngủ. Và khi mà mấy em có chỉ định cắt như vậy, mấy em luôn luôn phải giải thích. Dĩ nhiên là mấy em sau này sẽ là những cái người chăm sóc người nhà mình, thì lúc đó mình khi mà bạn có thể khi mà bạn gặp bác sĩ trực tiếp của cuộc viêm cắt amidan, bạn có thể hiểu được những cái vấn đề để mình không có kỳ vọng sau này cắt là con mình sẽ hết hẳn cái tình trạng rối loạn giấc ngủ đó ha. Rồi đây là nãy giờ mình đã nói ha. Dễ quá hết. Gì đó. Giờ đã nói rồi. Ngoài ra khi mà mấy bạn có
thấy một cái tình trạng là cái amidan một bên to bất thường, nhưng mà phải kèm theo là ví dụ hạch rồi nó có những cái vấn đề gì đó để mình nghi ngờ một cái tình trạng ác tính, thì đó nó mới là cũng vẫn có thể có những cách để khi đó mình chỉ giải quyết cho nó. Rồi cắt thì có thể cắt bằng phương pháp lạnh hoặc phương pháp nóng. Lạnh nó là gì? Bằng cắt dao sắc, cái dao kéo tóc thôi. Hồi xưa bên gia đình còn cắt bằng cái tình trạng là bồ tê nè, há miệng ra, cặp cái thao ra rồi xong há miệng cắt. Nhưng mà bây giờ ở đó thì người ta trong châm mê rồi à, đa phần là cũng không châm mê. Rồi bây giờ ra nhiều, rất là nhiều cái phương pháp nào là cắt bằng cái laser, radio frequency, harmonics, pháp đồ đủ hết ha, chế là những phạm đó. Cái mục tiêu là gì? Để làm sao cho bệnh nhân hạn chế được tình trạng đau và tình trạng chảy máu. Trong mổ là chủ yếu và có thể là sau mổ bằng cách là những cái này nó sẽ làm bỏng ít thôi, và khi đó cái mảng, cái vảy của nó, cái dạng, cái mảng mà cái trái này nó sẽ nó mỏng hơn, nó không có dày, và khi đó nó buông cái vảy ra thì nó sẽ đỡ hơn, nó đỡ chảy máu, nó đỡ tổn thương cho cái vùng xung quanh nhiều hơn. Chống chỉ định nó cũng tương tự như những cái phẫu thuật khác thôi ha. Và đặc biệt là mấy bạn phải nhớ là cái này mấy bạn đã biết rồi, đang có vùng dịch sốt xuất huyết cũng hay chết, tại vì nó không có chết liền, nhưng mà cái lỡ mà bệnh nhân mà bị sốt xuất huyết cắt xong chảy máu, tại vì đây là một cái hố mở ha, và cắt xong mà thấy nguyên cái hố nó rộng ra như vậy chứ không phải là một cái ngay kính lại, nguyên cái hốc cắt xong thì nó rộng ra như vậy. Cái này mới nãy VA chị đã nói rồi ha, nhớ mà hơn mới nãy nhớ đâu hết rồi, còn gì nữa đâu. Đây là ở VA còn đây này, thì các bạn thấy nó có những chi tiết như vậy. Các bạn học bài ca vòm chưa? Ca vòm bài đầu tiên thì nó ở cái vùng này, nhưng mà các bạn nhớ ở đây là cái vùng vòm, đây là cái mối cellular này, thì cái thằng ca vòm nó thường ở đây, nó thường ở cái mối cellular ha. Và cái nữa là hả, mấy bạn sẽ thấy đặc biệt của cái thằng ca vòm là nó là cái gì, nó nổi cái hạch trước đúng không, bao giờ cũng vậy, khi mà có cái cục hạch ở đây thì mấy bạn đặt ơn sai cái vòm dụng cá nè, người ta được cái gì có con rồi mới có cha đó, là tại vì nhìn thấy cái này xong rồi đặt ra nó cái gốc trong vòm đó. Đây mấy bạn sẽ nhìn thấy nó cái cửa sổ, đây là cái cửa mũi sao này, các bạn nhớ không, khi mà nghe nhớ không, nhìn mặt cái thằng bé này là cái tự nhiên nhớ liền ha, cái khuôn mặt về An hả, học cái cầm nó là cái đầm này, cái mũi thò lò này, cái hàm đưa cái đúng là cái miệng hô, cái hàm trên đưa lên trước đang chỉnh viên sọ nghiêng, thấy thì cái VA còn đây, nhưng mà bây giờ người ta có nội soi rồi, đưa vô cái nội soi mềm thọ cái này hết rồi. Chỉ định nào khi mà ở viên cũng gọi đến lợi với lại có những cái chứng này thì đó là gì ha, tắc nghẽn thì cũng giống như là gì đó thôi. Còn dĩ nhiên khi mà nghi ngờ ca vòm thì thôi rồi, vẫn sẽ tiếp. Nhưng mà ngoài ra ở vòm nó còn một cái bệnh lý nữa thường xảy ra ở trên những cái người nam tuổi dậy thì, đó là cái gì mà nó gây chảy máu mũi, mà mỗi lần chảy máu mũi rất là ghê gớm, các bạn học, các bạn nào đi thực hành là có nghe không, chảy máu mũi kinh khủng luôn, đó là u sơ vòm mũi họng. Và những cái trường hợp đó thì thôi cho nó bóng sinh thiết ngay tại phòng khám mà đi vô phòng mổ bóng ra. Khi mà nó tắt ở cái cửa mũi sao như vậy thì khi nó kẹt theo là nó chảy mũ, và khi đó nó tắt nghẽn toàn bộ cái hệ thống dẫn lưu ở phía trong mũi xoang, thì đó mới lại có chỉ định là ra rồi hết về.